Như chúng ta đã biết, đối với một cái động cơ bao pha để cho nó chạy thì ta phải đấu dây và đấu nguồn cấp cho vào động cơ. Thì để đấu dây cho động cơ thì ta phải đấu sao hoặc là đấu tam giác. Thường thì cái động cơ bao pha thì nó ra 6 đầu dây. Người ta hay ghi là các đầu dây là ABC, XYZ hoặc là U1, V1, V1, U2, V2, V2. Thì để cho một cái động cơ bao pha có 6 đầu dây ta đấu dây á, thì ta hay căn cứ vào cái trên cái nhãn động cơ thì nó sẽ ghi các cái thông số. Thì trong đó có cái thông số là điện áp, là cái thông số để ta đấu dây cho động cơ. Ta phải đấu sao hoặc là đấu tam giác để cho nó chạy. Thì căn cứ vào cái điện áp ghi trên nhãn để ta biết nó đấu sao hoặc là đấu tam giác. Ví dụ như đấu sao thì ta lấy ba đầu cuối XYZ đấu chung lại, ba đầu đầu ABC ta cấp nguồn, hoặc là ABC ta đấu chung lại, ba đầu cuối XYZ ta cấp nguồn, hoặc là đấu tam giác thì đầu pha này nối cuối pha kia, có nghĩa là A sẽ được nối với Y, B, Z, C phải nối với X, rồi ta cấp nguồn vào ABC, ví dụ như vậy. Tuy nhiên đối với một cái động cơ bao pha cũ á, nó có mất các cái nhãn rồi, nó mất các cái nhãn thì nó cũng đưa ra 6 đầu dây, nhưng mà bây giờ ta không có còn biết được cái dây nào là cái đầu nào là đầu đầu, đầu nào là đầu cuối của mỗi pha nữa, nghĩa là các cái sợi dây nó bị mất các cái đầu dây hết rồi. Như vậy là đối với động cơ này thì để ta đấu dây cho nó đấu sau và đấu tam giác thì ta phải bắt buộc phải xác định được các cái đầu nào là các đầu đầu, các đầu nào là các đầu cuối của mỗi cuộn dây. Do đó các cái động cơ ba pha cũ hoặc là động cơ bị mất các cái đầu dây, mất các cái nhãn đầu dây thì bắt buộc ta phải dùng các phương pháp để ta xác định lại cái đầu dây. Thì nó có nhiều cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp dùng nguồn xoay chiều, phương pháp dùng một nguồn một chiều, hoặc là phương pháp từ dư. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một phương pháp đo kiểm rất là dễ và nó an toàn, đó là phương pháp sử dụng nguồn điện một chiều. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nguồn một chiều để xác định lại các cái đầu dây của cái động cơ này. Thì để thực hiện thì trước hết ta chuẩn bị một cái đồng hồ VOM. Thì đối với phương pháp này thì ta sử dụng một cái đồng hồ đo đa năng VOM kim, thì nó sẽ dễ thực hiện hơn cái đối với cái đồng hồ VOM số. Thì ta nhìn cái kim nó quay thì ta sẽ dễ dàng đo hơn. Và một cái cục pin 9V thì các bạn có thể sử dụng một cái cục pin 9V có sẵn, hoặc là các bạn cũng có thể tháo cái đồng hồ ra. Thì trong cái đồng hồ nó có cục pin 9V đó, ta có thể tháo ra. Rồi, thì ta có thể tháo một cái cục pin 9V trong cái đồng hồ VOM mình ra. Nếu ta có cái cục pin bên ngoài thì ta không cần phải tháo. Rồi, đầu tiên thì trong 6 cái đầu dây này, thì trong cái động cơ bao pha thì mỗi một cái nó có 3 cái cuộn dây. Trong động cơ bao pha thì nó có 3 cuộn dây, thì mỗi cuộn dây nó có 2 đầu dây. Như vậy bây giờ ta bước đầu tiên là ta phải dùng VOM, ta sẽ xác định được từng cái cuộn dây, có nghĩa là 2 đầu của một cuộn dây. Ta xác định từng cặp của cuộn dây. Thì ta để VOM thang đo nhân 1 hoặc là nhân 10. Ta để thang nhân 10 ha. Tại vì cái động cơ này thì điện trở của mỗi cuộn dây nó khoảng 8-90 ohm gì đó, thì ta để nhân 10. Bây giờ ta sẽ xác định từng cặp. Ta sẽ xác định từng cặp dây, hai đầu của cuộn dây. Ta đo thông mạch lần lượt.
Như vậy là hai cái, như vậy là hai cái dây nào nó chung cuộn dây thì ta đo xong rồi ta rút nó lại, rút nó lại cho nó, để ta làm dấu nó chung một cái đầu dây. Đó. Ta tiếp tục đo các cái cặp dây còn lại. Đúng rồi. À, như vậy ta bước đầu tiên ta xác định được ba cái cuộn dây rồi nè. Đây là một cuộn, đây cuộn, đây cuộn. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai bây giờ ta xác định trong ba cuộn dây nào thì ba cái dây nào là nhóm đầu đầu chung và ba cái dây nào là nhóm đầu cuối chung. Đúng không? Như vậy bây giờ cái bước thứ hai ta sẽ chuyển cái thang đo, thang đo sang thang đo 2,5 DCV 2,5 2,5V một chiều, và ta lấy một cái cuộn dây đầu tiên. Ví dụ trong cuộn dây này ta giả sử một cái đầu đầu, một cái đầu còn lại là một cái đầu cuối. Nha, ta giả sử một cái đầu đầu, một cái đầu còn lại đầu cuối. Thì cái đầu đầu thì ta rút lại đi, ta làm dấu nó, đầu đầu là ta rút lại. Như vậy là cái đầu rút này là đầu đầu, đầu không rút là đầu cuối. Như vậy hai cái cuộn dây còn lại thì ta sẽ xác định trong mỗi cuộn dây thì cái đầu nào là cái đầu đầu theo cái chiều quấn dây giống nhau. Thì trong cái động cơ ba pha thì nó có ba cuộn dây thì nó quấn dây thì theo cái chiều quấn dây giống nhau, thì cái xuất phát từ cái đầu đầu chẳng hạn. Thì cách trong hai cái cuộn dây còn lại thì phải có một cái đầu đầu và một đầu cuối theo cái cuộn dây thứ nhất làm chuẩn. Như vậy từ cái cuộn dây thứ nhất này ta lấy cái đầu này là đầu đầu, đầu này là cuối. Ví dụ như này là đầu này là A đi, đầu này là S. Thì trong hai cái cuộn dây này, thí dụ như ta cho là có cuộn thứ hai, thì trong hai cuộn này là cái nào là đầu B, cái nào là đầu Y, thì cái này ta phải xác định ha. Rồi như vậy cái BOM ta để thang đo điện một điện áp một chiều 2,5V, thì cái đầu đầu ta sẽ cho que đen vào đầu đầu, ta cho que đỏ vào đầu cuối của cái cuộn mà ta làm chuẩn á, cái cuộn đầu tiên ta đã chọn rồi đó. Rồi bây giờ ta lấy cái pin, bây giờ ta lấy cái cục pin, thì bây giờ ta sẽ cấp nguồn, ta sẽ cấp nguồn và ta cấp nguồn, lưu ý là một cái đầu ta đưa vào một cái cực của cục pin, một cái đầu ta đưa vào cực và cái đầu còn lại ta chạm vào cực còn lại. Tuy nhiên là ta chạm là giống như ta nhấn nút vậy đó, ta chạm và ta quẹt qua liền, rút ra liền. Và ta quan sát cái kim VOM, ví dụ ta để thang 2,5 mà nó nhỏ quá thì ta chuyển xuống nhỏ nữa là 0,5, và ta nhìn cái kim, thấy không, ta nhìn cái kim. Và ví dụ như thế này, cái kim nó quay ngược thì ta chuyển hai cái cực của hai dây đảo cực lại dưới cục pin với nhau, làm sao ta cho cái kim nó quay theo bên phải cho dễ nhìn. Như vậy các bạn thấy là tôi sẽ quẹt hai đầu dây này vào hai cái cực của pin. Nó cái kim nó sẽ lên phải và nó về, thì nó lên là nó về ha, do đó ta chỉ còn quẹt thôi, nó lên nó về. Như vậy kim quay sang phải thì cái đầu nào mà nó với cực dương của pin thì đầu đó là đầu đầu. Như vậy là cái cực dương của pin là đây nè,
dương của pin đây nè, dương nè, dương là cái đầu nhỏ nè, nó sẽ là đầu đầu như vậy. Cái này là đầu đầu, như vậy đầu đầu thì ta sẽ quấn dây nó lại, rút nó lại. Rồi thì bây giờ đối với cuộn dây còn lại thì ta cũng làm giống như cuộn dây vừa rồi. Như vậy kim nó quay ngược thì ta tráo hai cái dây lại, nghĩa là ta tráo cái cực của nguồn pin cấp vào cho cái cuộn dây động cơ lại, thì ta làm cho nó quay lên tay phải ta dễ nhìn. Như vậy là cái dây mà nối với cực dương của pin là dây này, là đầu đầu. Đó. Như vậy là chúng ta đã xác định được. Rồi, như vậy là chúng ta đã xác định được ba cái đầu đầu của ba cái cuộn dây, nhóm đầu đầu chung. Và ba đầu này là ba đầu cuối của cuộn dây. Thì dĩ nhiên nó sẽ không theo đúng theo thứ tự ABC, X, Y, Z thì giống như ta hay trên nhãn động cơ nó phân biệt. Tuy nhiên là nó là nhóm đầu đầu và nhóm đầu cuối của ba cái cuộn dây, thì ta có thể lúc này ta có thể là đấu cho động cơ chạy được rồi, đấu sau hoặc đấu tam giác được rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn, ta thử liền ha, cấp nguồn điện vào cho động cơ, ta sẽ thử ha. Ví dụ như ba cái nhóm đó, ba đầu đầu, ba đầu cuối và ba đầu cuối, ta sẽ đấu sao lại ha. Ba đầu cuối ta sẽ đấu sao. Ví dụ ta cho động cơ này chạy sao ha. Ba đầu cuối đấu sao lại. Ba đầu đầu này ta cấp nguồn cho động cơ. Rồi, ta đo, ta kiểm tra là cái điện trở của mỗi cái pha nó có bằng nhau không. Bằng 90 ohm. 90 ohm. 90 ohm, rồi bằng nhau ha. Rồi. Đây thì là khoảng 60 ohm. 60 ohm mỗi pha nó là 60 ohm. Rồi. Rồi như vậy là trong cái video này thì tôi hướng dẫn cho các bạn cách để xác định cái cực, xác định các cái cực, các cái đầu dây của mỗi cuộn dây khi mà ta đã, khi các cái đầu dây đã bị mất nhãn, hoặc là đối với những cái động cơ cũ nó không còn cái nhãn trên các cái đầu dây nữa, thì ta xác định được các cái đầu đầu và các cái đầu cuối của mỗi cuộn dây để ta đấu dây cho nó đúng. À, nếu mà ta xác định sai hoặc là ta đấu đại thì nó không đúng các cái đầu 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 cuối, thì dòng điện nó vào động cơ thì nó tạo ra các cái từ trường nó ngược chiều với nhau, thì nó làm động cơ không có quay được, hoặc là quay không đúng, hoặc là làm cho động cơ nó quay nó bị giật, hoặc là từ trường nó bị khử với nhau, thì ảnh hưởng tới cái dây dẫn của động cơ, làm nóng dây động cơ và có thể dẫn đến cháy cái động cơ.
Rồi còn khi các cái phương pháp để đọc trên cái nhãn động cơ để ta xác định cái động cơ này đấu sao hay đâu hay là đấu tâm giác gì đó thì các bạn có thể xem các cái video trước thì tôi đã đăng các video nói về các cái động cách đấu dây động cơ và xác định các cái thông số của động cơ thì các bạn có thể xem lại các video tôi đã đăng trên cái kênh này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.